Xin chào cả nhà nha. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Nga TV. Chúc cả nhà buổi trưa thật là vui vẻ và hạnh phúc. Riêng hôm nay, buổi trưa hôm nay Nga giới thiệu cả nhà trên bàn Nga có một cái món xương cừu cháy vậy các bạn. Đây, ở đây Nga có một mâm xương cừu cháy. Cháy tỏi. Cái này mình riêng mặn mặn á các bạn. Nga buổi hôm nay Nga uống chung với lại nước rượu lên men của nho. Cái này là rượu nho, cái dạng như rượu nho cũng nhẹ các bạn. Ở đây Nga có một ít cơm thôi, tại đây Nga làm một đĩa quá là lớn luôn, nên là nếu mà ăn cơm nhiều quá thì mình ăn không được nhiều, nên là Nga làm thêm miếng cơm thôi. Ở đây Nga có nấm xương cừu nò, xương cừu cháy và nấm, đường gà, ớt chuông và tiêu xanh. Này các bạn, cái món sườn cừu này lần đầu tiên mình ăn nha các bạn. Nè. Rồi, bây giờ Nga mời cả nhà ăn chung với Nga nha. Trước khi ăn, Nga phải uống nước thủ tục đầu tiên. Chua quá. Nó bị chua. Rồi, Nga mời cả nhà. Này, sườn cừu cháy là lần đầu tiên Nga cũng ăn, lần đầu tiên mua thôi. Tại vì sao? Nó có đồ hăng hăng á, của bò á, nên là Nga không thích. Mà nãy Nga làm cũng kỹ lắm, không có mùi gì các bạn. Mùi tiêu về có vẻ là hơi bị dai. Ngon quá. Ngon. Mà mình chiên vậy nó hơi bị dai. Vô vị vừa ăn vậy. Có mùi nhẹ của thịt cừu bò. Cái này ăn cơm là tuyệt. Bắp luôn. Tiêu xanh. Cái món này ăn cơm ngon. Táo quá. Cái sao mình làm cái gì ngon ngọt lắm. Mộng ngọt 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 á. Nên ăn bát cơm lắm. Nga có thủ nước chấm rồi đó. Nga chấm là sốt mè rang. Thank you.
Mẹ bự quá. Chấm mèo này cũng ngon nè, vị béo của bơ. Giờ ăn cũng ngon quá trời. Vị mặn mòi, mình ăn cơm rất là ngon, dưa mềm luôn nha. Nhà ngài đang làm xăng các bạn, thầy thợ nó đang làm xăng hay sao mà
ngon. Các bạn video mến, video của mình kết thúc tại đây. Các bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Hẹn các bạn ở video sau nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.